Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng giáo phẩm chứng minh, chư tôn thiền đức tăng, quý ni trưởng, quý ni sư, chư tôn thiền đức ni, để cho buổi lễ sáng hôm nay được thành tựu và trọn phần công đức, trước tiên chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn Tịnh Đức Tăng già Nhị Bộ cùng đạo tràng Phật tử đồng hoan hỷ khởi thân niệm Phật cầu gia hộ. Chúng con kính thỉnh hòa thượng chứng minh khởi niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Thỉnh quý ngài mời toàn thể pháp hội đạo tràng đồng an tọa. Cho phép con được xin thông qua chương trình đại lễ sáng hôm nay. Một, niệm Phật cầu gia hộ. Hai, thông qua chương trình. Ba, tuyên bố lý do. Bốn, giới thiệu thành phần tham dự. Năm, phát biểu khai mạc của ban tổ chức. Sáu, dâng hoa cúng dường. Bảy, báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng. Tám, phát biểu của chính quyền địa phương, chính đạo từ của hòa thượng chứng minh, cuối cùng là cảm tạ của ban tổ chức hồi hướng bế mạc. Sau khi đại lễ nơi đây được hồi hướng, chúng con sẽ cung thỉnh chư tôn hòa thượng giáo phẩm, chư tôn thiền đức tăng ni hoan hỷ quan lâm về đại hùng biểu điện niêm hương bạch Phật, đảnh lễ tam bảo và dâng hương tưởng niệm lần thứ 39 cố ni trưởng thượng như hạ huệ của chúng con. Con xin thành kính được tác bạch, kính mong quý ngài liệu tri. Nam mô hiện tòa đạo tràng Ta Bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô khai sơn truyền thừa lập tông tạo tự lịch đại chư vị tổ sư Bồ Tát. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng giáo phẩm chứng minh, chư tôn thiền đức tăng. Ngưỡng bái bạch quý ni trưởng, quý ni sư, chư tôn thiền đức ni. Kính thưa chư vị khách quý đại diện quận Tân Phú, phường Sở Tài, thưa toàn thể chư nam nữ Phật tử, kính bạch quý ngài, từ bao đời nay mái chùa luôn là nơi nương tựa tâm linh vững chắc cho người dân Việt nói chung và đồng bào Phật tử nói riêng, là chốn trang nghiêm để những người Pháp tử Như Lai thừa hành Phật sự, tu niệm sớm hôm, hầu bồi công đức, lập nguyện giải thoát sanh tử. Chùa còn là nơi chữa lành những vết thương bởi những dâu bể của cuộc đời, là chốn an lành nhất để nhân loại quay về nương tựa. Có thể nói, chùa là quê mẹ, chùa là tình thương, chùa là quê hương đất nước hồn dân tộc, mái chùa tô nét đẹp, tiếng pháp âm, dòng nước họa vần thiên. Xây dựng một ngôi chùa là góp phần giảm đi nỗi đau bất hạnh và niềm đau, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, văn hóa, đạo đức cho đồng bào Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể Pháp hội đạo tràng, chùa Từ Nguyên chúng con được một cư sĩ Phật tử hiến cúng vào 1961, cho sư trưởng thượng như hạ huệ của chúng con. Sư trưởng chúng con là một bậc trưởng lão ni lỗi lạc, đã cùng với quý sư bà có công đóng góp trong phong trào chấn hưng ni giới miền Nam vào những thập niên 60-70 của thế kỷ trước. Bước văn du của hành đạo của người từ tổ đình Vĩnh Bửu Bến Tre đến Thiền Đức rồi khai sơn Từ Nguyên và các ni trường Từ Nghiêm Dược Sư ở Sài Gòn thời bấy giờ. Năm 1983, sau khi trùng tu tổ đình Tiên Linh Bến Tre, sư trưởng chúng con thọ bệnh đến ngày 9 tháng Giêng năm 1984. Ngài yếu dần, viên tịch tại tổ đình Từ Nghiêm, trụ thế 72 năm. Đúng như bổn nguyện của người trong lời di chúc, từ khi xuất gia tôi đã có chí nguyện sống chung với đoàn thể, và khi về với Phật cũng nằm trong đoàn thể.
phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Sư trường của chúng con đã đến và đi như thế, nhưng công hạnh của một bậc thầy lãnh đạo mẫu mực vẫn sống mãi trong sự mến tiếc của toàn thể ni lưu. Ngôi Già Lam từ nguyên này đến ngày hôm nay đã trải qua năm đời trụ trì đều là đệ tử của người. Hiện tại ni trưởng Thượng Như Hạ Chơn là viện chủ cùng các đệ tử đang phụng sự tam bảo này. Sau hơn 4 năm trùng kiến, chùa Từ Nguyên nay đã Phật cảnh trang nghiêm tố hảo. Ngôi Phạm Vũ Huy Hoàng gắn liền với công cuộc hoằng pháp và sinh hoạt tu tập của ni chúng và đồng bào Phật tử. Hôm nay duyên lành hội đủ, ngày tháng kiết tường, nhân lễ tưởng niệm lần thứ 39 của sư trưởng Thượng Như Hạ Huệ của chúng con, để tưởng nhớ công hạnh người xưa và tạ ân tam bảo. Sáng hôm nay, ngày 1 tháng 2, 2023, nhằm ngày 11 tháng Giêng năm Quý Mão, ni trưởng viện chủ cùng ni chúng đạo tràng Phật tử đem hết lòng thành kính tri ân, long trọng tổ chức lễ khánh tạ hoàng nguyện chùa Từ Nguyên và lễ húy nhật lần thứ 39 của sư trưởng Thượng Như Hạ Huệ chúng con. Đó là nhân duyên của buổi lễ sáng hôm nay, chúng con thành kính được tác bạch. Giờ phút trang nghiêm và thiêng liêng này đang hiện hữu trước pháp tòa, các bàn chứng minh tối cao, thay mặt ban tổ chức, chúng con thành kính đảnh lễ, trân trọng giới thiệu sự hiện diện quý báu của chư tôn hòa thượng giáo phẩm. Thành kính được đảnh lễ, cung đón hòa thượng Thường Tịnh Hà Hạnh, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Văn, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo, cố vấn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Xuân, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương, cố vấn chứng minh Ban trị sự Phật giáo quận Tân Phú. Chúng con thành kính được cung đón trân trọng giới thiệu Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội, cố vấn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con thành kính được cung đón trân trọng giới thiệu Hòa thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kiểm soát Trung ương, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Thành kính trân trọng giới thiệu Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương, Phó trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Trên bàn chứng minh thứ hai, chúng con thành kính được cung đón Hòa thượng Thích Hiện Đức, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương, trưởng ban Pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo thành phố, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Phú. Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 6. Thượng tọa Thích Quảng Tiến, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương, Phó Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Phú. Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương, Phó Ban Kim Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Bà Rịa Vũng Tàu. Hòa thượng trụ trì chùa Giác Hải, chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 6. Chúng con thành kính được cung đón và trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thích Liễu Minh, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 6. Thành kính được cung đón và trân trọng giới thiệu Hòa thượng Thích Thông Thiền, Giám đốc Trung tâm Thiền học Viện Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam. Chúng con thành kính được cung đón và trân trọng giới thiệu Hòa thượng Thích Phước Cẩn, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang. Xin được trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thích Minh Thuận, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố, trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo quận Tân Phú, Phó Chánh Văn phòng Ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh.
Thành kính được giới thiệu Đại Đức Thích Nguyên Thanh, Phó trưởng ban kiêm chánh thư ký ban trị sự Phật giáo quận Tân Phú. Chúng con xin được đảnh lễ và trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thích Nguyên Hiền, trú trì Thiền viện Vĩnh Minh, tỉnh Lâm Đồng. Trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thích Tắc Huê, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tọa Thích Chỉnh Độ, Phó thư ký kiêm chánh văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quận Tân Phú. Chúng con thành kính được trân trọng đảnh lễ và giới thiệu chung sự hiện diện quý báu của chư Tôn Thiền Đức Tăng là trú trì các tự viện, các tòng lâm tịnh xá trong và ngoài quận Tân Phú đã thương tưởng và nhận lời kiền thịnh của chúng con đã trở về chứng minh và tham dự đại lễ sáng hôm nay. Về phía chư Tôn Đức Ni, chúng con thành kính được đảnh lễ cung đón Ni trưởng Thượng Như Hạ Huệ, Phó Phân ban Ni giới Trung ương, Cố vấn Phân ban Ni giới thành phố Hồ Chí Minh. Ni trưởng Thượng Từ Hà Nhẫn, Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, trưởng Phân ban Ni giới thành phố Hồ Chí Minh. Ni trưởng Thượng Như Hạ Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương, Phó Phân ban Ni giới Trung ương, Phó ban Thường trực ban Phân ban Ni giới thành phố Hồ Chí Minh. Cùng chư Tôn Thiền Đức Ni là quý ni trưởng, quý ni sư Phân ban Ni giới Trung ương, chứng minh, cố vấn và trụ trì các tự viện, các tòng lâm, các tịnh xá trong quận Tân Phú và ngoài quận. Và chúng con đặc biệt thành kính được đảnh lễ và cung đón chư Tôn Thiền Đức Ni là Tông Phong, Tổ Đình Vĩnh Bửu Bến Tre, Thiền viện Linh Chiếu, Thiền viện Viên Chiếu, Thiền viện Phổ Chiếu, Tổ Đình Vĩnh Bửu ở Bến Tre và chư Tôn Đức Ni trong Tông Phong. Cùng tất cả chư Tôn Thiền Đức Ni, chúng con thành kính được đảnh lễ và trân trọng cung đón quý Ngài. Về phía chư vị khách quý, xin trân trọng đón tiếp bà Nguyễn Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quận Tân Phú. Xin trân trọng đón tiếp bà Ngô Thúy Ngọc Thịnh, quận ủy viên, trưởng phòng nội vụ quận Tân Phú. Ông Lê Ngọc Sứ, phó trưởng ban dân vận quận ủy. Ông Nguyễn Duy Đông, phó trưởng ban công an quận. Ông Đào Cao Hơn, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc, phường Phú Thành. Và xin trân trọng đón tiếp các vị trong ban ngành của quận Tân Phú và phường Phú Thành đã trở về tham dự đại lễ sáng hôm nay. Và cũng xin nhiệt liệt chào đón đông đảo quý thiền nam tín nữ Phật tử đã dành thời gian quý báu và lòng hoan hỷ đã trở về tham dự đại lễ sáng hôm nay. Xin trân trọng đón tiếp và giới thiệu chung. Nối tiếp chương trình của buổi sáng hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh Ni trưởng Thích Nữ Như Chân, Viện chủ Chùa Tự Nguyên, phát biểu khai mạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng. Kính bách bạch quý ni trưởng, ni sư, chư Tôn Thiền Đức Ni. Kính thưa chư vị khách quý, đại diện các cấp chính quyền, địa phương toàn thể chư Phật tử hiện diện. Cũng con vô cùng cảm kích được cung đón chư Tôn Thiền Đức Tăng, ni, quý vị khách quý, chính quyền, cùng chư Phật tử tham dự chứng dự đại lễ khánh tạ chùa Tự Nguyên và lễ tưởng niệm lần thứ 39 thân phụ sư chúng con ni trưởng Thượng Như Hạ Huệ. Kính bạch quý ngài, thưa quý liệt về, trong giây phút thiêng liêng này chúng con thành kính tâm dân đốt nén tâm hương cảm niệm, đốt nén tâm hương dân kính thầy, thành tâm tưởng niệm đức cao dài. Ta bà muôn thọ còn lưu dấu, hạnh nguyện lại ta mãi đông đầy. Ni trưởng Thượng Như Hạ Huệ, tôn sư của chúng con, là một trong những vị ni có công đóng góp
cho phong trào xây dựng chấn hưng lý giới miền Nam vào những thập niên 60 và 70. Hàng trăm đệ tử được Ngài tiếp độ đã trở thành những vị ni trưởng, ni sư, góp phần công đức trong sự nghiệp hoằng dương chánh pháp. Tuy đã gần 40 trôi qua, nhưng công đức và đạo hạnh của ân sư đối với đạo pháp, đối với chúng sanh, đặc biệt là đối với những hàng môn nhân đệ tử vẫn còn ghi đậm nét son. Vì thế hàng năm môn nhân đệ tử chúng con với tất cả chính thành đều tổ chức lễ quý kỵ tôn sư tại các cơ sở tự viện mà thầy của chúng con có công khai sáng lập, chùa Từ Nguyên do ông Kiếm Minh hiến cúng vào năm 1961. Lúc đó nơi là nhà dùng gian của thành phố còn rất quang sơ. Khi ấy ni trưởng thầy chúng con vì bận Phật sự lo tại tổ đình Từ Nguyên nên đã giao phó cho đệ tử trong nôm tính đến năm 2007, trải qua 4 đời vị trụ trì, các vị đều là huynh đệ của chúng con. Năm 2008 con đã thích nữ Như Chân được thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm làm trưởng ban quản tự. Cho đến năm 2016 thì chính thức là bổ nhiệm được trụ trì chùa Từ Nguyên. Trong khoảng thời gian ấy, con luôn ấp ủ tâm nguyện muốn xây dựng lại ngôi già lam này cho trang nghiêm, để có điều kiện chư ni có chỗ tu học, cũng như cho các Phật tử có nơi tu tập và lễ bái. Tâm thành tất ứng, Phật cảm thương gia nhờ sự gia hộ của Phật gia hộ hộ pháp Long Thiên, cũng như sự quan tâm của các tôn đức tăng ni và sự đồng thuận của chánh quyền, vào cuối tháng 8 2016, chùa Từ Nguyên được Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép khởi công. Vào đầu tháng 10 năm 2016, chúng con tiến hành xây dựng điều đầu là 2021, công trình đã hoàn thành ngôi chánh điện, ni xá, cổng tam quan. Khi ấy, dịch bệnh COVID-19 đã loan tỏa khắp nơi. Cho đến hôm nay, tháng Giêng đã đủ, nhân dịp quý kỵ lần thứ 39, ni trưởng tôn sư tùy duyên tùy sự, chúng con thành tâm tổ chức lễ khánh tạ hoàng nguyện ngôi phạm dụ. Giờ lành đã đến, pháp tràng đã đạt trang nghiêm thanh tịnh. Khai mạc ban tổ chức, chúng con xin long trọng tuyên bố khai mạc lễ khánh tạ hoàng nguyện chùa Từ Nguyên. Kính chúc chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, quý ni trưởng, quý ni sư, chư tôn đức ni, pháp thợ kính an, chúng sanh dị độ, vũ trụ ta bà luôn là bậc thành trụ trong ngôi nhà Phật tham. Kính chúc quý vị khách quý, đại diện các cấp chính quyền và chư Phật tử sức khỏe dồi dào, thân tâm thường lạc, gia đình hạnh phúc, an vui kiết tường. Nam mô Quan Thế Âm Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật, chúng con thành kính niệm ơn ni trưởng viện chủ vừa khai mạc trong buổi sáng hôm nay. Nối tiếp chương trình, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể liệt quý vị, chân cành sen thấm hương đưa, mừng ngôi tam bảo vừa hoàn thành xong, khói trầm lan tỏa mười phương, niềm vui đã thấy cánh hoa diệu thường. Trân trọng kính mời các em thiếu nhi, gia đình Phật tử chùa Từ Nguyên dâng hoa cúng dường.
ngàn đóa hoa ngát hương dâng cho đời, nụ cười thiết tha, ánh mắt chan hòa yêu thương. Trên từng đóa sen tỏa sáng lung linh sắc màu, cho đời ngát hương vươn lên từ những đầm lầy. Xin nguyện dấn thân hiến dâng cho Phật đạo, con quỳ dưới chân sám hối Đức Phật Thích Ca. Những ngày đã qua con sống chưa tròn với đạo, xin người thứ tha, con xin nguyện với lòng mình nương theo Phật dẫn đường con, trong u mê tìm ra néo sáng, như pha lê trăng vững bụi trần, ôi trong ngàn Đức Phật từ bi. Quy y Phật pháp và tăng, con xin nương tựa theo chánh pháp, như hoa sen thơm ngát nồng nàn, dâng cho đời thắm đường tình sen. Dâng cho đời nụ cười thiết tha, ánh mắt chan hòa yêu thương. Trên từng đóa sen tỏa sáng lung linh sắc màu, cho đời ngát hương vươn lên từ những đầm lầy. Xin nguyện dấn thân hiến dâng cho Phật đạo, con quỳ dưới chân sám hối Đức Phật Thích Ca. Những ngày đã qua con sống chưa tròn với đạo, xin người thứ tha, con xin nguyện với lòng mình nương theo Phật dẫn đường con, trong u mê tìm ra néo sáng, như pha lê trăng vững bụi trần, ôi trong ngàn Đức Phật từ bi. Quy y Phật pháp và tăng, con xin nương tựa theo chánh pháp, như hoa sen thơm ngát nồng nàn, dâng cho đời thắm đường tình sen. Như hoa sen thơm ngát nồng nàn, dâng cho đời thắm đường tình sen. Lớn thật dài. Hay lời cảm ơn các em gia đình Phật tử chùa Từ Nguyên vừa dâng những đóa hoa tinh khiết và tươi thắm cúng dường Tam Bảo và hiện tiền chư tôn thiền đức tăng ni.
Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể Pháp hội Đạo Tràng, đến chứng minh cầu nguyện cho lễ khánh tạ hoàn nguyện cũng như lễ húy kỵ lần thứ 39 của cố sư trưởng chúng con. Quý ngài đã quan lâm truyền tải đi một năng lượng an lành và từ bi cho ni chúng chùa Từ Nguyên chúng con, và lại còn có những phần quà, những lẵng hoa tươi thắm, những tịnh tài phẩm vật thương tưởng đã trao tặng cho ban tổ chức chúng con. Giờ này cho phép chúng con xin được thành kính đảnh lễ quý ngài tặng hoa quà tịnh tài lên buổi sáng hôm nay. Chúng con thành kính được đón nhận phần quà của Hòa Thượng Thượng Tịnh Hà Hạnh, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con kính cung thỉnh Ni trưởng Viện chủ đối trước Hòa Thượng để đón nhận phần quà rất là nghĩa tình và đầy lòng từ bi của Hòa Thượng đã trao tặng cho đại lễ khánh tạ cũng như cho chùa Từ Nguyên sáng hôm nay. Nối tiếp theo là phần quà hoa của Ban trị sự Phật giáo thành phố. Xin ban tổ chức chuẩn bị. Và một tràng pháo tay đón nhận phần quà với một chữ Phật đầy đủ ý nghĩa. Đức Phật đã truyền đi một thông điệp từ bi và làm rạng danh cho Phật giáo Việt Nam. Đóa hoa ngát hương dâng cho đời. Nụ cười thiết. Nối tiếp theo, lẵng hoa Ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Đức sẽ trao lẵng hoa. Kính cung thỉnh Ni trưởng Viện chủ Hoan Hỷ ở tại vị trí để đón nhận những phần quà, những lẵng hoa tươi thắm quý báu của chư Tôn Thiện Đức. Từ những đầm lầy xin nguyện dấn thân hiến dâng cho Phật đạo. Xin toàn thể Pháp hội Đạo Tràng một tràng pháo tay thật lớn thật dài để đón mừng lẵng hoa của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con thành kính niệm ân Hòa Thượng Thích Thiện Đức. Xin thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, Ủy viên Ban trị sự Trưởng Ban Phật giáo quận Tân Phú sẽ trao tặng một khánh vàng thật sự ý nghĩa thừa sự của chư Phật. Chúng con kính niệm ân Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, kính cung thỉnh Hòa Thượng trở về vị trí an tọa. Kính cung thỉnh Ni trưởng Viện chủ chùa Từ Nguyên cũng trở về vị trí an tọa. Một phần quà thật đặc biệt, thật ý nghĩa của hàng Tông Phong Tổ Đình Vịnh Bửu là những quý ni trưởng của chúng con đã trở về chứng minh, tham dự và góp phần hoan hỷ cho đại lễ khánh tạ chùa Từ Nguyên, nơi cố sư trưởng chúng con đã khai sơn. Và phần quà thật đặc biệt, Tông Phong Tổ Đình Vịnh Bửu, chúng con thành kính cung thỉnh ni trưởng Thích Nữ Như Chơn cùng quý ni trưởng. Chúng con kính cung thỉnh Ni trưởng Thích Nữ Như Đức. Kính toàn thể đầu tràng một tràng pháo tay thật dài thật lớn và kính niệm ân quý ni trưởng trong Tông Phong Tổ Đình Vịnh Bửu. Kính cung thỉnh nhị vị ni trưởng trở về an tọa tại vị trí của mình. Đóa hoa ngát hương. Nối tiếp theo phần lẵng hoa của quận ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Tân Phú, xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Chiên, bà Ngô Thị Ngọc Thịnh sẽ trao phần hoa và quà cho ban tổ chức sáng hôm nay. Cho đời ngát hương vươn lên. Chúng con kính mời, kính cung thỉnh ni trưởng một lần nữa sẽ đón nhận phần quà
từ quận ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc quận Tân Phú đã dành thời gian quý báu trở về tham dự trong niềm hoan hỷ sáng hôm nay và có những lẵng hoa tươi thắm cũng như những phần quà đầy nghĩa tình đã gửi đến cho đại lễ cho ban tổ chức sáng hôm nay, xin được cảm ơn rất nhiều. Và nối tiếp theo là một phần quà của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phú Thạnh. Xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Thanh Trang, Phó Bí thư của phường sẽ trao tặng lẵng hoa tươi thắm cho ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời Ni sư Thích Nữ Lệ Tuyên, trú trì chùa Từ Nguyên, tiến về phía trước để đón nhận lẵng hoa tươi thắm từ phường Phú Thạnh. Thanh Trang, xin mời Ni sư Lệ Tuyên tuyên hoan hỷ đứng tại vị trí của mình để tiếp tục đón nhận những phần quà, những lẵng hoa tươi thắm. Xin trân trọng kính cung thỉnh Hòa thượng Thích Phước Cẩn, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang sẽ trao phần quà đầy ý nghĩa này cho ban tổ chức đại lễ khánh tạ sáng hôm nay. Và tiếp theo là phần quà của Phân ban Ly giới thành phố chùa Pháp Võ chuẩn bị. Chúng con kính nhiệm ông Hòa thượng, kính cung thỉnh Hòa thượng trở về vị trí an tọa. Chúng con kính cung thỉnh Ni trưởng Thích Nữ Như Thảo sẽ trao tặng phần quà chùa Pháp Võ cũng như đại diện cho Phân ban Ni giới thành phố Hồ Chí Minh. Thành kính cung thỉnh Ni trưởng Viện chủ sẽ đón nhận phần quà thật đặc biệt và đầy ý nghĩa của Phân ban Ni giới thành phố và chùa Pháp Võ đã trao tặng sáng hôm nay. Một tràng pháo tay thật dài và thật lớn để thay lời cảm niệm ân đức của Ni trưởng trú trì chùa Pháp Võ. Chúng con kính cung thỉnh Ni trưởng trở về vị trí an tọa. Nối tiếp theo là một lẵng hoa của Công an quận Tân Phú. Và tiếp theo phần quà của Công an quận là phần quà của Tổ đình Huê Lâm. Xin mời ông trở về an tọa tại vị trí của mình. Và nối tiếp theo là phần quà của Tổ đình Huê Lâm. Chúng con kính cung thỉnh Ni trưởng Thích Nữ Như Huệ sẽ trao tặng phần quà cho ban tổ chức sáng hôm nay. Xin cho một tràng pháo tay để thay lời cảm niệm ân đức của Ni trưởng Thượng Như Hà Huệ, trụ trì Tổ đình Huê Lâm đã trao tặng một phần quà đầy ý nghĩa cho ban tổ chức sáng hôm nay. Nối tiếp theo là phần quà của ban trị sự Phật giáo quận 6. Chúng con kính cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa, ủy viên ban trị sự Phật giáo thành phố, trưởng ban trị sự Phật giáo quận 6 sẽ trao tặng một lẵng hoa tươi thắm và đầy hoan hỷ cho ban tổ chức chúng con sáng hôm nay. Theo xin được chuẩn bị phần quà của Hòa thượng Thích Hiện Đức, trưởng ban pháp chế Phật giáo thành phố. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa thượng Thích Hiện Đức, trưởng ban pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh sẽ trao tặng một khánh vàng cho ban tổ chức chùa Từ Nguyên sáng hôm nay. Xin thành kính cung thỉnh Ni trưởng Viện chủ hoan hỷ đón nhận phần quà của Hòa thượng Thích Hiện Đức. Chúng con kính niệm ông Hòa thượng và kính cung thỉnh Hòa thượng trở về vị trí an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn Hòa thượng Giáo Phẩm, chư tôn Hiện Đức Tăng Ni Nhị Bộ,
Kính thưa toàn thể Pháp hội Đạo Tràng, và rất rất nhiều những phần quà, những lẵng hoa, tịnh tài, phẩm vật, và trên hết là lòng thương tưởng của chư tôn thiền đức, tăng, ni, quý Phật tử đã trao tặng, đã ủng hộ cho Đạo Tràng Chùa Từ Nguyên chúng con sáng hôm nay. Nhưng vì thời gian có lượng, vì vậy chúng con xin phép được vinh danh tất cả những lãng hoa, những phần quà, những tịnh tài của chư tôn thiền đức tăng ni và Đạo Tràng Phật tử trao tặng. Lãng hoa Hòa Thượng Thích Huệ Văn, Thượng Tọa Thích Thiện Quý, Thượng Tọa Thích Quang Thạnh, Thượng Tọa Thích Trung Nguyện, Chùa Pháp Lạc, huyện Bình Chánh, Chùa Quang Minh, Chùa Dược Sư Bình Thạnh, Chùa Phước Thiện Bình Chánh, Chùa Bảo Quang Tân Phú, Chùa Giác Hải, Chùa Vịnh Phước quận 12, Thiền Viện Viên Chiếu, Phổ Chiếu, Linh Chiếu, Chùa Vạn Phước quận 11, Chùa Pháp Vân quận Tân Phú, Chùa Vô Ưu quận Tân Bình, Bồ Đề Lăng Giả, Thượng Tọa Thích Phước Cường, Chùa Từ Ân và Khánh Vân, Sư Bà Quảng Viện Chùa Từ Nghiêm, Ni Viện Như Thị, Chùa Bảo Đàm, Chùa Vạn Thiện quận 5, Khánh Vàng, Chùa Hạnh Nguyện, và rất nhiều những hạnh nguyện, mật hạnh của quý Ngài đã trao tặng mà chúng con chưa được vinh danh trong buổi lễ sáng hôm nay. Nhờ ơn chư Phật sẽ chứng minh và gia hộ, chúng con kính mong chư Tôn Tịnh Đức Tăng Già Nhị Bộ và toàn thể Pháp hội Đạo Tràng cho chúng con xin được thông qua chương trình tặng quà sáng hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.